Chào mừng quý vị đến với Phê Tư Duy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe một chủ đề về 8 bí quyết thành công của Tào Tháo. Những bí quyết này sẽ giúp bạn làm nên nghiệp lớn. Kính thưa quý vị, Tào Tháo là một nhà quân sự kiêu hùng, nhà chính trị kiệt xuất và là một trong những nhân vật cố cản trong thời Tam Quốc của Trung Hoa. Chẳng những vậy, Tào Tháo còn có thành tích vượt trội hơn cả Lưu Bị và Tôn Quyền khi ông đã thống nhất được 2 phần 3 Trung Hoa. Cụ thể, Tào Tháo cai quản 9 châu, Tôn Quyền cai quản 3 châu, còn Lưu Bị cai quản 1 châu. Ông được thầy tướng số hứa thiệu tuyên đoán về vận mệnh là nam thần thời triệu, giang hùng thời loạn. Vào năm 55 tuổi, Tào Tháo cũng được các nhân vật có quyền cao chức trọng như Hà Ngung và Kiều Huyền tuyên đoán rằng thiên hạ không lâu nữa sẽ nhiễu loạn. Chẳng có cái tài như ngươi thì chẳng thể giúp đời trị loạn. Sau này giúp trăm họ có được hòa bình an lạc, ắt phải cần đến những người như ngươi. Và sự thật là với sự hình thành tập đoàn Tào Nguyện Tào Tháo, đã tạo tiền đề cho con trai là Tào Phi lên ngôi vua, Nguyễn Văn Đế. Vậy bí quyết gì đã giúp cho Tào Tháo làm nên nghiệp lớn như vậy? trong khuôn khổ chương trình hôm nay về tư duy xin chia sẻ đến quý vị 8 bí quyết thành công của tào tháo những bí quyết đã giúp ông xây dựng cơ đồ mà nếu suy xét sâu rộng có thể giúp cho quý vị áp dụng trong kinh doanh ra cuộc sống ngày nay xin mời quý vị cùng đón xem video sau đây một tinh thần cầu học khi tào phi lên ngôi ngụy văn đế đã nhận định về tào tháo rằng cha ta khi còn sống rất thích đọc thi thư và văn học cổ điển khi ra ngoài tác chiến thường không rời quyển sách khi ở nhà thì quý sách như tính mệnh ông từng nói phải học ngay từ khi còn trẻ khi đã lớn tuổi trí nhớ cũng kém đi thường chỉ thu được một nửa dù như thế cần phải cố gắng đọc sách thêm một chút nữa thì ra đọc sách là một trong những bí quyết quan trọng giúp tào tháo hung đúc tài năng phát triển tư duy và khả năng nhìn xa trông rộng tinh thần ham học hỏi của tào tháo chẳng phải mới có ngày một ngày hai mà là đã ngấm sâu vào máu của ông từ khi còn là một cậu bé cậu bé ấy bên ngoài thì có vẻ hiếu động nhưng đích thị là một sĩ tự rất ham đọc sách chẳng những các sách thi thư văn học cổ điển mà đến cả những sách binh pháp đều được ông thuộc nằm lòng tư duy quân sự sắc bén của tào tháo cũng được học từ sách mà ra chẳng những nắm được những tinh diệu trong binh pháp mà ông còn tự mình chấp bút phân tích. Tiêu biểu là cuốn Ngụy Vũ Chú Tôn Tử do ông chấp bút phân tích cho 13 thiên binh pháp tôn tử, vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Đánh giá về tài quân sự của Tào Tháo, Gia các Lượng khen rằng Tào Tháo dùng binh phản phất như tôn ngô. Sau này Tô Đông pha đời, nhà đường cũng phải tóm tắt rằng dùng binh từ thượng của tào tháo chẳng ai bằng một chuyện diệt viên thiệu trí lực rõ tài năng nếu lúc còn bé tào tháo được xem là một cậu bé hiếu động thì khi lớn lên bằng tài học của mình ông đã sáng tác ra rất nhiều những bài thơ hướng về người dân dạy cho người dân phải biết lấy tiết kiệm làm đích mong cho dân được sung túc xã hội được thịnh trị điều đó đã giúp tào tháo thể hiện tài trí và xây dựng cho mình hình ảnh một bậc trí thức tài hoa đương thời tiêu biểu nhất là bài độ quang sơn trong khoảng trời đất con người là quý vua sáng chăn dân làm ra phép tắc xe bo ngựa chạy bốn hướng rõ ràng quét sạch bóng đêm lê dân hòa lạc hậu thế ngợi ca cải phong dịch tục dân vì vua sáng chẳng tiếc sức lực đời vua nghiêu thuấn khắp chốn yên vui di tè ở ẩn gương sáng còn lưu chớ bày xa hoa lấy kiệm cần làm đích tinh thần cừu học của tào tháo chẳng những thể hiện qua thói quen ham đọc sách mà còn thể hiện ở tình cảm của ông đối với những người hiền tài nơi nào có hiền tài ông đều mong mỏi thu hút họ về với đội của mình lắng nghe những lời can gián và các kế sách của họ mà các phần sau đây mình sẽ phân tích chi tiết hơn những gương thành công các nhà lãnh đạo từ cổ chí kim không ai là không thích đọc sách dẫu biết rằng ham đọc sách là một đức tính quý giá nhưng mang cả sách ra chiến trường mà còn coi trọng sách như tính mệnh của mình như tào tháo thì xưa nay hiếm lắm Tào Tháo đã làm cho rất nhiều học giả cảm thấy hổ thẹn, vì ít ai yêu sách được như ông, một bậc quân vương hiện hách nổi tiếng bậc nhất Tam Quốc như Tào Tháo, hóa ra lại là một mọt sách chính hiệu. Thật là một lời cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ rằng hãy yêu quý và không ngừng đọc sách. Tỷ phú Bill Gates, người sáng lập ra hãng phần mềm Microsoft nổi tiếng người từng rất nhiều năm ngồi ở vị trí người giàu nhất hành tinh tự hào chia sẻ rằng cho dù tôi đang ở văn phòng ở nhà hay trên đường tôi luôn có một dòng sách mà tôi mong được đọc tỷ phú elon musk nhà sáng lập ra hạng tên lửa ông trùm của hãng xe điện tesla người đồng sáng lập trí tuệ nhân tạo open ai và là người kế nhiệm bill gates ngồi lên vị trí người giàu nhất hành tinh chia sẻ rằng tôi lớn lên nhờ sách sách và sau đó là bố mẹ tôi như vậy tào tháo bill gates elon musk đều có điểm chung là rất coi trọng sách và cuồng nhiệt yêu sách nếu bạn muốn thành công hãy yêu sách nếu bạn muốn hạnh phúc hãy yêu sách nếu bạn muốn cả thành công và hạnh phúc hãy yêu sách sách là chìa khóa giúp bạn mở tất cả mọi cánh cửa tương lai sách còn là ánh sáng đưa bạn đến những hành trình rực rỡ trong vũ trụ bao la này thứ hai thu hút và trọng dụng hiền tài chúng ta từng nghe người tài thường mến mộ người tài là người tài trí tào tháo rất quý trọng và coi trọng việc thu hút hiền tài tào tháo đã áp dụng thành công chiến lược mèo trắng mèo đen khóa chân nhân tài của đối thủ chiêu nạp hàng quân đầu tư các lò luyện nhân tài cho các kế hoạch dài của mình dưới thời thịnh trị của tào tháo có thể nói nhân tài nhiều vô kể về mưu sĩ thì có giả hữu quách gia tuần úc tuần du trình dục tư mã ý điền trù khâu lê hứa du từ thứ vân vân về võ tướng thì có từ hoảng tàu thuần tàu hồng tàu chân hứa chữ hạ hầu uyên hạ hồ đôn hạ hồ thượng điển vi trương cáp trương liêu bàn đức vân vân điều đặc biệt trong cách dùng người của tào tháo phải kể đến đó là chiến lược dùng người rất độc đáo của ông chiến lược dùng người của ông mang phong cách của một nhà tài phiệt khi ông sẵn sàng dung nạp nhiều kiểu người theo đúng nghĩa vấn đề không phải là mèo trắng hay mèo đen nếu nó bắt được chuột nó là một con mèo tốt mà có lẽ sau này đặng tiểu bình đã học hỏi từ ông ví dụ điển hình nhất là cách tào tháo dung nạp hứa du giả hữu vân vân cụ thể hứa du vốn đang ở phe của viên thiệu phe đối đầu trực tiếp với tào tháo hiến kế mà viên thiệu chẳng nghe trong đêm tối hứa du đến thẳng doanh trại của tào tháo tào tháo vốn là người đa nghi nhưng lại hoàn toàn tin tưởng lời của hứa du nhờ vậy mà tào tháo tấn công thẳng vào kho lương của viên thiệu do thuận vua quỳnh đang canh giữ giúp tào ngụy chuyển nguy thành thắng chỉ trong một đêm còn giả hữu trước đó từng là mưu sĩ cho trương tú hiến kế cho trương tú đánh ấp tào tháo làm cho tào tháo trong một đêm mất cả con trai lẫn cháu nội mất cả danh tướng điện vi và thiệt hại nặng nề thế mà sau đó tào tháo lại dung nạp giả hữu làm tổng tham mưu trưởng cho mình khi trương tú nghe lời giả hữu về hàng tào tháo đến khi nghe tung úc nói rằng tài trí của từ thứ gấp 10 lần tôi thì Tào Tháo tìm mọi cách để thu phục cho bằng được. Từ Thứ bao gồm các việc đón mẹ của Từ Thứ về chăm sóc lại, cho người làm giả bức thư của mẹ Từ Thứ, để Từ Thứ phải chuyển từ phe của Lưu Bị về quy hàng Tào Tháo trong nhiều năm sau ấy mặc dù từ thứ không hiến cho tào tháo kế sách gì nhưng tào tháo cũng không trách mắng có lẽ đây là chiến lược hóa chân nhân tài của đối thủ một chiến lược rất độc đáo của tào tháo theo đó từ thứ dẫu chẳng giúp ích gì cho tào tháo nhưng ít nhất cũng chẳng giúp ích gì cho lưu bị như vậy tào tháo rõ ràng đã làm cho lưu bị mất đi một quân sư tài năng mà chẳng thể làm được gì khi quân Hoàng Cân hay còn gọi là Khăn Vàng ở Thanh Châu đánh vào huyện Châu Cướp Lương. Khi đó, Tào Tháo làm quan trong triều, được lệnh đi dẹp loạn, vốn thấu hiểu tâm lý của dân biến loạn. Nhưng lúc bao vây tuyệt lương, Tào Tháo đã sử dụng đủ ân uy. Nhiều lần dụ hàng và cuối cùng cũng đã chiêu hàng thành công 30 vạn quân. Khăn vàng thành tựu này đã đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển thế lực của Tào Tháo trong giai đoạn đầu khi triều đình hết lần này đến lần khác điều binh khiển tướng để giao chiến và tàn sát dân biến loạn thì tào tháo đắc nhân tâm để dụ hàng địch vừa củng cố thế lực của mình vừa khai thông tư tưởng để không còn bạo loạn bên cạnh đó tào tháo còn thực hiện các chiến lược đầu tư bài bản thành lập ra các lò luyện nhân tài phát triển đội quân tinh nhuệ chuyên nghiệp tiêu biểu là đội hổ báo kỳ hổ báo kỳ để trở thành nội ám ảnh lớn của Lưu Bị và cả gia đình sau những trận truy kích khốc liệt. Ngụy Thư ghi lại, đội quân này đều là những người kiêu duệ trong thiên hạ hoặc từ trăm người mới chọn được một. Từ đó có thể thấy, Hổ Báo Kỵ là đội quân tập hợp toàn các cao thủ do Tào Thuấn thống lĩnh một thời. Trực thuộc lệnh điều tiết của Tào Tháo, trong đó có 8 vị tướng nổi tiếng được mệnh danh là Bác Hổ Kỵ từng được nhắc tới trong tam quốc chí bao gồm hạ hầu uyên hạ hầu đôn hạ hầu thượng tào nhân tào hồng tào thuần tào chân tào tu ngay cả những người trung liệt như quan vũ cánh tay phải đắc lực của lưu bị cũng từng về đầu quân cho tào tháo hay như triệu tử long vượt biển máu và binh đao để cứu ấu chúa cũng làm cho tào tháo mến mộ nhưng không nợ ra tay chỉ mong muốn có được võ tướng này Nói về chiến lược thu hút và trọng dụng hiện tại của Tào Tháo thì đúng là muôn màu muôn vẻ, nhưng tự chung lại đều bắt nguồn từ tinh thần cầu hiền của Tào Tháo. Đây là điểm chung trong công thức thành công của những nhà tài phiệt nổi tiếng trên thế giới. Thứ ba, tư duy chiến lược nhạy bén trước thời cuộc tư duy chiến lược nhạy bén trước thời cuộc là nhân tố thành công quan trọng để giúp tào tháo hoạch định chiến lược phù hợp trước những diễn biến khác nhau của thời cuộc sự nhạy bén đó thể hiện qua chiến lược đứng trên vai gã khổng lồ xô ngã gã khổng lồ chớp lấy thời cơ xoay chuyển tình thế trong gang tất và chiến lược hôn nhân chính trị mà tào tháo đã linh hoạt ứng biến Đứng trên vai gã khổng lồ, gã khổng lồ lớn nhất vào cuối triều Hán, không phải là Lưu Bị, Tôn Quyền hay Viên Thiệu, cũng không phải 18 lộ chư hầu cộng lại, mà chính là thiên tử nhà Hán. 18 lộ chư hầu, dẫu có binh hùng tướng mạnh nhưng danh không chính thì lời chả xuôi được. Mặc dù triều đình nhà Hán đã bước vào giai đoạn một nát, không thể cứu vãn, khi mà các phong trào khởi nghĩa của người dân nổi lên khắp nơi, tiêu biểu là khởi nghĩa khăn vàng. Các quan tham thì thi nhau vơ vét của dân, vua chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, vua hán linh đế lại đi khởi xướng phong trào mua quan bán chức, đạo đức suy vi, xã hội nhiễu loạn. Hết mười thường thị rồi đến, ngoại thích rồi đến. Bọn động rác đều thi nhau chuyên quyền, tào tháo dẫu là năng thần và sinh ra tử nhiều lần dẫu trở hết cái tài của năng thần cũng không thể xoay chuyển được một bộ máy đào quá mục nát thậm chí khiến bản thân ông còn nhiều lần suýt mất mạng đó là một thực tế cay đắng để minh chứng cho việc phải thay đổi chiến lược hành động bài học đứng trên vai gã khổng lồ này tào tháo gần thì học từ bọn hoàng quang mười thường thị bọn hoàng thích Xa thì Tào Tháo học từ trịnh trang công thời Xuân Thu, dương cờ thiên tử mà sai khiến thiên hạ. Kể từ khi rút binh khỏi từ châu ổn định là Duyện Châu, Tào Tháo nghe theo đề nghị của mưu sĩ Tuân Úc Trình Dục đã thực hiện quyết sách trọng yếu là nhân lúc hán hiến đế đang bị quân Tây Lương bức, phải lưu lạc mà ra tay nên tiếp vua. Về yên vị ở hứa đô, đó gọi là một công đôi việc. Tào Tháo do đó vừa gây dựng được tiếng tâm vừa có thể từ đây mà lập nên một chế độ chuyên quyền mới thay cho thiên tử để sai khiến chư hầu. Chiến lược hành động này đã tạo nền tảng vững chắc cho Tào Tháo tung hoành thiên hạ, thỏa chí làm nên nghiệp lớn của mình. Chiến lược đứng trên vai người khổng lồ hiện nay đã được áp dụng rất rộng rãi trong kinh doanh theo muôn vàng hình thái khác nhau. Ví dụ như các công ty muốn xuất khẩu mặt hàng, lâm sản và các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu. Phải đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật và các tiêu chuẩn khác nhau. Đó là lúc các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sử dụng tấm bùa hộ mệnh là các loại giấy chứng nhận như FMC, FMC, COC, XEW, vân vân Để khai báo hồ sơ xuất nhập khẩu hoặc ví dụ sinh động hơn nữa về chiến lược đứng trên vai người khổng lồ là tham gia vào chuỗi nhượng quyền thương hiệu franchise. Theo đó, một thanh niên trẻ sẽ rất dễ dàng làm chủ vài quán cà phê thông qua việc ký hợp đồng franchise. Tùy vào kết quả đàm phán và cách thức pha chế tiêu chuẩn chất lượng tiêu chuẩn marketing đều được huấn luyện để anh thanh niên này có thể nhanh chóng vận hành bộ máy. Tào Tháo đã thông qua chiến lược đứng trên vai gã khổng lồ mà nắm quyền điều hành triều đình nhà Hán, xây dựng cho mình thế lực tào ngụy mạnh mẽ, uy danh thiên hạ, xô ngã gã khổng lồ. Việc xô ngã gã khổng lồ được thể hiện qua việc Tào Tháo cắt đứt các thế lực nổi loạn trong triều, gã con gái của mình cho Hán hiến đế, dần dần biến chức danh thiên tử nhà hán trở thành vô hiệu tào tháo đồng thời gây dựng cho mình những vây cánh đáng tin cậy ông đã xây dựng nền tảng vững chắc cho con trai ông sau này lên soán ngôi của gã khổng lồ nhưng bản thân ông thì không làm điều ấy vì sao vậy sách ngụy thì xuân thu biết rằng khi có người hỏi tại sao Tào Tháo không xưng đế thì Tào Tháo trả lời Trải qua bao năm chiến chinh, hy vọng giữ vững giang sơn bờ cõi nhà Hán Nay được làm đến chức ngụy vương đã mãn nguyện lắm rồi Nếu có thì chỉ mong được như Chu Văn Vương ngày xưa Chứ nào ham gì chức vị đế vương Chu Văn Vương vốn là vua của nước Chu, một nước chư hầu dưới thời thiên tử, nhà thương do trụ vương nắm quyền dưới thời vua trụ nhân dân đói khổ lầm than các phong trào khởi nghĩa nổi dậy khắp nơi chẳng khác gì thời hán linh đế hán thiếu đế và hán hiến đế là bao chu văn vương xưng vương tào tháo cũng xưng vương chu văn vương xây dựng lực lượng phát triển kinh tế chính trị và quân lực cho nhà chu thì tào tháo cũng xây dựng lực lượng phát triển kinh tế chính trị và quân sự cho nhà tào ngụy chu văn vương băng hà khi chưa thành đại nghiệp phái đến đời con trai văn vương là võ vương thì nhà chu mới chính thức lên ngôi thiên tử vậy thì tào tháo cũng chẳng vội gì huống chi thời vận chưa thông mưu cầu vô ích chi bằng chuẩn bị nền tảng và điều kiện cho hậu bối xô ngã gã khổng lồ mới là kế sâu rễ bên gốc chớp lấy thời cơ. Tuy nhiên nhạy bén của Tào Tháo còn thể hiện qua việc ông là người rất biết nắm bắt thời cơ, biết chớp lấy thời cơ khi có cơ hội. Đơn cử như khi Lưu Biểu bệnh nặng, Tào Tháo đã nghe lời tham mưu của Tuân Úc, chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, cấp tốc sửa soạn quân đội để Nam Chinh. Chẳng những thế mà còn hành quân theo đường tắt, từ Uyển Thành ra Diệp Thành, cấp tốc hành quân tiến đánh Kinh Châu để đối phương trở tay không kịp. Cuối tháng 7, quân Tào Tháo từ Uyển Thành và Diệp Thành theo hai đường đồng thời tiến đánh đến đầu tháng 8 thì được tin mật báo là Lưu Biểu đã mất. Con trai Lưu Biểu là Lưu Tông lên đoạt chính quyền, trước tình thế quân Tà xuất kỳ bất ý, Lưu Tông không còn cách nào khác đành phải đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo đã tạo nên trận thế và dùng thuật thu phục nhân tâm để chiêu hàng nên chiếm lấy kinh châu một cách nhanh gọn và ít tổn thất xoay chuyển tình thế tào tháo để lại hậu thế hình ảnh về một nhà quân sự kiệt xuất với bản lĩnh của một nhà tài phiệt thế nhưng thực tế ông đã trải qua rất nhiều tình thế nguy nan khó khăn trăm bề cái hay của tào tháo là ông là người rất giỏi xoay chuyển tình thế để mở cho mình và tập đoàn tào ngụy một lối đi để có thể chống chọi và sinh tồn trước thời cuộc loạn lạc đơn cử như trong trận đấu với viên thiệu ở thọ xuân Viên thiệu nghe lời của Dương Đại Tướng thủ thành không ra đánh. Trong khi đó, 17 vạn quân của Tào Tháo mỗi ngày đều ăn lương thực, đều rất tốn kém. Sau hơn một tháng trời thì quân lương của Tào Ngụy đã cạn kiệt. Các quân đều mất mùa, không chuyển lương kịp. Tào Tháo xoay sở lần thứ nhất bằng cách cho người mượn lương của tôn sách thì được 10 vạn họp coi lương là vương hậu thế ít quá bèn xin ý kiến của tào tháo tào tháo xoay sở lần thứ hai bằng cách nói với vương hậu đem hộp nhỏ để phát cho quân lính tạm thời cứu cánh trước chẳng may quân lính than thở với nhau rằng thừa tướng đánh lừa quân quân sĩ mà mất lòng tin vào chủ tướng thì nguy thay quân sĩ mà biết quân tình cạn lương thì còn đâu tào tháo xoay sở lần thứ ba cực chẳng đã với phương án quân phiệt bằng cách hy sinh một người mà giữ yên 17 vạn người. Kết quả là quan coi lương, vương hậu đã trở thành Phật thế thân. Đành chịu tiếng oan rằng vương hậu cố tình làm đấu nhỏ để ăn cắp lương vua, nay chiếu theo phương pháp phải trị tội. Tào Tháo sau đó chịu trách nhiệm chu cấp cho vợ con của vương hậu. Quân sĩ thấy vậy không còn oán vọng chủ tướng nữa. Sau đó Tào Tháo phủ dụ quân sĩ ra sức công thành và lệnh rằng trong ba ngày hệ không công phá được thành thì các tướng phải bị chém cả quả nhiên trận ấy tào tháo phá thành thẳng thơi phép thế thân của tào tháo có vẻ bất nhân và tàn nhẫn quá chăng nhưng nếu có cách nào để trị yên 17 vạn người mà không phải hy sinh thì hẳn là tào tháo đã làm rồi trên bàn cờ tướng khi tướng bị chiếu thậm chí phải hy sinh cả xe và pháo hay mã thì người cầm quân cũng phải thí để bảo vệ tướng. Bảo vệ cục diện huống chi là phép cờ bí, thí chốt. Cho nên việc làm chủ tướng chưa bao giờ là dễ. Chúng ta từng được dạy rằng phải giữ một trái tim nóng với một cái đầu lạnh. Câu nói này thật giống với tình cảnh trên của Tào Tháo. Và quả thật là không phải ai cũng có thể vận dụng kết thông gia với Đông Ngô và năm kiếm an. Thứ ba, tôn sách bày tỏ lòng trung thành với hán hiến đế ở hứa đô với nhiều cống vật kèm theo tào tháo thấy vậy rất vui lòng nên tiến cử với triều đình bổ nhiệm tôn sách làm thảo nghịch tướng quân phong làm ngô hầu chẳng những vậy tào tháo còn gả cháu gái của mình cho tôn khôn tức em trai tôn sách hai họ tào và ngô trở thành thông gia với nhau hóa ra phép liên hôn chính trị này đã được tào tháo sử dụng trước cả tôn quyền và lưu bị Ngày nay, việc liên hôn giữa các tập đoàn kinh tế vẫn còn được các chủ doanh nghiệp áp dụng, coi như là một bảo chứng cho giá chứng khoán tăng. Chúng ta có thể tìm thấy vô số các ví dụ từ các champion Hàn Quốc, Trung Quốc. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng Tào Tháo không hổ danh là một bậc đa mưu túc trí với tư duy nhạy bén trước thời cuộc. Ông đã rất nhanh nhạy và không ngơi nghỉ trong trận chiến của cuộc đời để có thể chinh phục hoài bão, dựng nên cơ nghiệp của chính mình.